bon xe ta bon bon lên động đường chị Nhàn. Ok. Sợ luôn, trời ơi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, chết chết, kỳ này giờ cắt lương rồi, cắt lương rồi. Rồi, mấy đoạn này ghê quá. Trời ơi, nó còn xanh đỏ nữa hả? Vãi vậy. Rồi xong luôn, xong luôn, xong luôn, xong luôn rồi, xong luôn rồi Đại Dương ơi. Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với kênh channel của mình. Và mình là Nguyễn Nam Gamer đây các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game ATS2. Và hành trình hôm nay mình sẽ giới thiệu đến em một cái skin cũng như là một cái hành trình rất là tuyệt vời mà mình vừa mới hoàn thành skin này anh em. Thì vô tình thì trong một vài ngày vừa rồi thì mình cũng đã có được thông tin là nhà xe Thành Bưởi họ đang có một cái loạt những skin rất là mới, cho nên là mình tiến hành mình cover liền anh em, cover trên nền skin. Và hôm nay mình đã có skin để mình lái trên game ET2 rồi. Thì sau đó thì anh em nào thích thì anh em cứ comment, mình sẽ làm và chia sẻ cho anh em trên tựa game Bus Indonesia nha. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ quay qua review cái skin cũng như là decal của cái xe này với anh em. Thì ok, đầu tiên thì mình sẽ cho nó lên trên xíu anh em ơi, thoát khỏi cái chữ này đi. Rồi chúng ta sẽ review sơ cái phía trong xe này. Phía trong xe thì nói chung là vẫn không có gì hết trơn. Đây là đội tuyển bóng đá nam hay nữ, đây mà thấy nữ cũng có mà nam cũng có. Đây hiện tại đang là 12 giờ 09 phút, 12 giờ trưa nha, và chúng ta đang ở địa phận Bảo Lộc, đảo Bảo Lộc Lâm Đồng nha anh em. Rồi quay ra review 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 xe thì hôm nay trên hành trình chúng ta thì có đây anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Và hôm nay thì thanh niên Hoàng Phước làm vẫn tiếp tục làm tài xế nha anh em, và mình vẫn là người phụ, mình đi theo xe thêm thanh niên Hoàng Phước nó lái xe như thế nào, ok không? Thì hôm nay là mình lái chiếc xe thanh niên Hoàng Phước sẽ lái chiếc xe Traco Meco Universe Hyundai. Đó, chiếc xe Hyundai này là chiếc xe 425BS anh em nhớ không? Thì đó trên đây thì có logo xe rồi đèn LED dưới này. Đáng lý chỗ này, chỗ cái chỗ phần bưởi màu vàng dưới này mình để số điện thoại, nhưng mà thôi số điện thoại thì mọi người đã quá là quen thuộc rồi, mình để cái tên xe luôn nha. Rồi bên là bên đây đó, nhìn thấy xịn sò chưa? Đây trên này thì có cái logo nổi Nguyễn Nam Gamer, và anh em nhìn này, 10 dặm hoa đào nở chỉ lấy một hoa đặt trong lòng. Vãi, thính vãi này mời ta, thính quá, gọi là nó vừa thơ mà vừa mang tính chất thính. Ok, là một cặp đôi đang quàng vai quàng cổ nhau, và trên xe có họa tiết hoa đào một màu hồng rất là đẹp. Và chỗ đó là cái chữ Đà Lạt của người ta không, lãng mạn. Skin này là skin lãng mạn nha anh em, 1900 6067 anh em muốn đặt xe từ mọi miền đất nước mà gọi là muốn đi xe Thành Bưởi thì anh em cứ gọi số điện thoại này 1900 6067, à 6079 lộn, 6067 là xe Phương Trang, 6079 đó. Đây là gọi là một trong hai nhà xe đình đám nhất Việt Nam đó. Rồi mình sẽ quay qua đây cho anh em xem bên đây. Ở bên đây nó không vậy thôi, nhưng mà bên đây thì nhìn nó cũng khá là rõ luôn, cái chỗ là Đà Lạt lãng mạn nè, phía sau xe này. Đây ô vô ra ngoài luôn rồi. Đây anh em nhìn thấy không, Đà Lạt ơi trời, phải nói là tuyệt vời luôn, rất là nổi luôn em.
Đó thì còn chần chờ thì anh em ngần ngại gì mà thả mình một like và một share, cũng như là anh em bình luận ở phía dưới muốn mình làm tiếp skin này trên tựa game Bus Indonesia thì anh em cứ tiếp tục comment nha. Rồi thì và anh em, đặc biệt là anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha anh em, nhấn đăng ký kênh và nhấn thêm cái chuông nữa, cái beng, thì sau khi mình làm video mới thì anh em sẽ được nhận được thông báo nha. Rồi đó, giờ mình sẽ cho xe nó ra bên ngoài đi, anh em nhìn thấy không, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn. Mình sẽ đi ra bên đi trái nè anh em, để coi ra có xe nào không. Ồ, từ 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 anh em ơi, cho em đi qua cái đã. Quá là tuyệt vời luôn, còn gì nữa anh em ha, rất đẹp. Trạm dừng chân Bình Định vải Đà Lạt, chỗ trên Bảo Lộc, mình đang ở trên địa phận Bảo Lộc mà lại có cái trạm dừng chân Bình Định, hay cực kỳ không. Phía trong đây cũng là một cái công ty gara gì đây đó, xe rất là đẹp, phải nói là tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi để coi phía trong này có gì không, phía trong này làng mạc nhưng mà hiện tại nó không cho mình đi vô không đó. Rồi đây là phía trong xe, hiện tại đang là trưa 12 giờ cho nên là trời nó rất là nắng anh em. Rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi phải nói là nhìn nó rất là đẹp. Phía trước chúng ta là Honda, trách công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dũng Tiến. Trời ơi, phải nói là cái xe nó đẹp cực kỳ luôn, quá trời đẹp luôn. Anh em nào mà không like thì rất có gì có ba chưa gì trơn, công an kìa kìa phía sau rồi. Rồi chúng ta sẽ rẽ phải chỗ này nha anh em. Rồi lên đường thôi, thành phố Hồ Chí Minh thẳng tiến nha. Phía trước chúng ta là cái nhà thuốc Long Châu FPT đó, nói chung là một trong những cửa hàng thuốc đang rất là hot ở Việt Nam. Ủa, ông nội này gì ba gì kì kì vậy, muốn có tôi hot có sao hả? Trời đất ơi, chưa chi mà cái kèm kèm phía sau này anh em nhớ, phía sau có một xe, phía trước có một xe, không xong rồi đại dương ơi. Anh em nhớ nha, cái vạch liền này anh em không được vượt nha. Đó anh em có vượt đó, phía trên này là anh em được vượt này, để mình vượt qua cái ông nội xe công an này coi, mình hốt ông luôn như rồi. Trời ơi, đó vô nó vạch liền nè, vạch liền thì anh em không được vượt nha, qua luôn anh em ơi. Mình rất thích là chạy xe ban ngày, chạy xe ban ngày nó làm cho mình mở rộng tầm mắt, view đẹp cực kỳ đẹp luôn đó, không có gọi là không có bị lóa bị gì hết trơn. Chuyến xe đang rất là ổn nha anh em. Ai ơi, rồi để coi mình đang đi qua cầu cầu Đại Lao á giống như là trong trại giam của phim Hồng Kông chưa. Rồi mình mới qua một cái cửa hàng điện máy xanh và thế di động, nãy dưới kia là có FPT và Long Châu, còn lên đây thì lại có FPT và điện máy xanh đó. Nói chung là hai hai cái hãng này đang hai công ty này đang đang rất là cạnh tranh nhau, họ mở gọi là họ mọc chùm 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 nhau, ông nội ông này mà mọc chỗ này là ông kia bắt buộc phải mọc theo đó, chỗ này là không được vượt nữa nha anh em. Đó nó có những cái đoạn liền như thế này, anh em nhớ mình đang set để mình cài cái ý lộn, sorry sorry, trời ơi lỡ 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 qua qua chứ công an lên hút. Ủa phía trước có công an kìa đó, thì mình đang xét cái thi bằng lái anh em, nhưng mà bữa giờ bận quá không có xét được, chưa có xét được, cho nên là mình sẽ cố gắng mình xét trong thời gian sớm để mình review cho anh em, cũng như mình thi lái xe rồi cho các anh em xem nha. Giờ này thi bằng lái căng quá cho nên là phải phải thực hành là
phải thực hành cài, thực hành lái xe thôi anh em ơi. Đó, mình đi lên luôn. Đèo Bảo Lộc dài 10 km em nhớ nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi qua cái con đèo Bảo Lộc này để cho anh em cùng chiêm ngưỡng với mình. Con đèo này phải nói là mình rất là thích lái xe mà đi những cái đoạn đèo này anh em. Nó có những khúc cua mình ôm vô lăng nhìn đã lắm đó. Giống như những đoạn này nè, đó, đoạn này nói chung đoạn này chưa cua lắm đâu, lên quy mới cua nữa. Ôi, xong phim thôi không nói nhanh, lui liền nhá, không là công an nó xuống nó hốt là hai thằng không có tiền để mà ăn cơm. Rồi lên rồi, bye bye anh nha, bye bye anh trai nha, lỡ hung nhau xíu mà là bị căng đúng không? Cầu Bảo Lộc, ok, thì tất nhiên trên đèo Bảo Lộc thì sẽ có cầu Bảo Lộc, không phải gì, không phóng việc gì phải bàn cãi đúng không? Bon xe ta bon lên động đường chị Nhàn. Ok. Sợ luôn, trời ơi, tiêu rồi, chết, kỳ này giờ cắt lương rồi. Rồi, mấy đoạn này ghê quá. Trời ơi, nó còn xanh đỏ nữa hả, vãi vậy. Rồi xong luôn rồi Đại Dương ơi, tiêu rồi, tiêu ông đây à. xong phim rồi Đại Dương ơi. Rồi thôi, nói chung là em xin lỗi anh, em lên xin lỗi anh áo vàng nha. Trời ơi, áo vàng chở ai với người hành tinh vậy. Ok, trời ơi, biển số anh em thấy không, bởi vì ta nói hả, biển số đẹp lại mấy ông nội giữa trơn rồi. 88 rồi, để tôi ghi xe chăm đi nha. Rồi 200 chuyến này đã ba. Không biết ông tha mình thì mình tha không. Rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình thôi anh em ơi. Không nên đôi co với mấy cái anh áo vàng đó, mà đôi co mấy anh áo vàng đó là ghê gớm, hẹo liền. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi ở trong cái góc này, mình lái một đoạn thôi nha, thử ổn không nha. Nói chung là quá ổn rồi còn nữa đúng không, mình đã quá quen rồi anh em. Mặc dù trên cái đoạn đèo này lái tốc độ nhưng mà vẫn ok nha anh em thấy không, rất là mượt luôn, mình canh đường rất là chuẩn nha. Đừng đi bà rào nha, chết, lên đây lọn chọn ghê quá. Hiện tại đang chạy 90 anh em thông cảm nha. Trời ơi. Rồi lên mạnh vô. Chúng ta đã không biết là đi qua hết cái đèo gì anh em, nhưng mà hiện tại thì đã ra cái chỗ khu vực này rồi. Gen Oi hả? En Oi à? Cho thuê pano bằng ghê quá vậy, chết, tiêu rồi. Qua luôn nha, xin phép nha. Rồi qua cú này cây ghê quá, đó anh em thấy không, lái ở góc này thì nó khó lái hơn phía trong, ở trong cái buồng lái, mình ngồi trong buồng lái mình dễ lái hơn, còn ngoài này thì nhiều khi ôm không hết đó, mình canh nó chưa chuẩn anh em. Nhưng mà dù sao thì nó đã quen rồi nên nhìn thấy không. Ồ, không được, từ từ, chỗ này không được vượt nha. À thấy à, mấy cái đoạn này mà vượt là hẹo liền anh em, hẹo liền.
rất là chuẩn luôn á. Để coi xuống như này vượt. Vô phía trong kia có một xe khách nào kia. Ô đây trạm dừng chân ăn cơm hả? Thôi lỡ là đi luôn. Rồi vẫn còn đèo nha anh em, vẫn còn đèo để chúng ta trải nghiệm nha. Vô đèo chuối, đây là đèo chuối chứ không phải đèo Bảo Lộc nữa. Rồi con này bật xin nhanh không biết luôn ta. Anh em thấy lá chuẩn chưa? Nó giờ nó nói chung là nó là chuẩn, nó đi theo cái làn đường đó, không còn phải lấn lếm mà bên kia nữa, em thấy không? Rất là chuẩn luôn. Và tay chân ga thì nó đã mượt hơn rất là nhiều. Nhưng mà cú này căng quá. Hành trình hôm nay thì chúng ta sẽ đi về Sài Gòn nha anh em. Đi về bến xe miền Đông. Xe chúng ta đang chạy cũng khá là nhanh đó. Trên đường đi thì mình sẽ ghé một cái trạm dừng chân nào đó để cho các hành khách chúng ta đi vệ sinh. Ghê quá. Rồi, lên. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Ô xe này chưa đăng kiểm nè anh em, chưa đăng ký biển số này này. Mấy ông nội xe kia toàn là xe lậu không sao. Ông xe là đăng ký biển số chưa? Mắt kính Sài Gòn kế bên tay trái là mắt kính rồi mà tới đâu mà sao thấy biển số Sài Gòn. Tiêu 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 nhà nghỉ cao cấp Bảo Hưng hả? Em nhìn không, nguyên một đoạn đường dài luôn, trời ơi nó dài cực kỳ dài luôn, nhìn nó rất là đẹp. Rồi lên xe quá xịn sò luôn anh em ơi. Anh em nào nhớ chưa like nhấn like nha anh em, dạo này like rất là ít luôn, cho nên mình nghĩ là mình sẽ có một cái giao kèo nào đó, nếu mà cái video nó sẽ được, nó được mà 100 like thôi, không còn nhiều đâu, 100 like thôi thì mình sẽ share skin nha, 100 like thì mình sẽ share skin cho anh em. Xe không có bắt vợt luôn anh em, xe không bắt vợt luôn, xe không bắt dễ nén luôn đó, cho nên là mình sẽ chia sẻ skin cho anh em trải nghiệm thoải mái luôn. Nhưng mà với điều kiện thì xe nó, cái video nó phải có 100 lượt like đó, đó còn là con số rất là nhỏ luôn, nhưng mà hiện tại đối với mình sẽ nó khó khăn quá anh em ơi, cho nên là cần rất là cần nhiều anh em để mà tương tác mà ủng hộ nha. Mình sẽ bật cái thì gì bác chết, trời ơi bật sai, bật sai tự nhiên bật sang nhìn tôi làm gì bà nội, thanh niên phước này không được rồi, nghĩa là mình muốn bật, mình nhìn muốn bật qua mình nhìn nhìn bên cái kính bên kia anh em đó để cho nó dễ lái. Rồi thôi chúng ta đi vô làn đường này đi. Cái làn đường này là cái làn đường mà, ủa cái làn đường này đâu có cái cây đâu ta, à bên này cũng không có cây. Bên này nó thu phí tự động luôn, có nghĩa là chỗ này là như nó hết thu phí rồi anh em. Trời ơi nãy giờ không biết. Rồi lên. Thì không biết là hiện tại cái bản map đã cập nhật thêm cái tỉnh thành nào chưa? Tại vì bữa giờ mình cũng không có theo dõi cái trang của anh Phạm Thạch nữa. Map này là mua mua Phạm Thạch hết anh em. Mua hết cho nên là những cái update hay gì thì mình sẽ cập nhật từ cái fanpage của anh Phạm Thạch. Cho nên anh em nào mà muốn chơi cái game này á, thì anh em cứ liên hệ anh Phạm Thạch nha, mình có để cái link của fanpage anh Phạm Thạch đó, anh em vào nhấp vào để mà
đăng ký mua map nha, mua map mua xe đồ. Ủa, mình chơi lố nha, mình chơi hơi lố luôn anh em, mình cua ghê quá nên thấy không, đi giữa dòng xe luôn. Cà khịa công an này xíu. Tuyệt vời, chạy rất là mượt luôn. Chết. Tông ghê quá. Ok, thì chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng chỗ cái chỗ nào đó cho hành khách chúng ta nghỉ ngơi nha. Và đi vệ sinh đồ các kiểu, mình sẽ kiếm cái kho xăng gần đây. Anh em nhìn thấy xe rất là đẹp luôn, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn. Để mình kiếm cái kho xăng nào cho hành khách chúng ta nằm vô rửa chân rửa tay rồi ăn cơm rồi. Dọc đường này có rất là nhiều những cái trạm dừng chân và quán cơm. Ở nhưng tay phải chúng ta là giống như một cái cửa hàng nhỏ nhỏ, nhưng mà thì kiếm một chỗ nào lớn lớn nha. Đây 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 đây. Ủa này này chưa mở, này chưa mở. Cửa hàng vật liệu xây dựng. Thiệt tình vãi cưỡng luôn. Rồi để mình kiếm cái chỗ nào nha anh em, mình kiếm cái chỗ nào cho nó tài thế tài xế dừng lại cho khách vô nha. Chỗ này chưa cho dừng. Ok, chưa cho dừng thì chúng ta sẽ kiếm một cái chỗ nào gần gần đây. À, để coi có cái cửa hàng nào đây em ta. Honda Hit hả? Long Châu nữa kìa, anh em thấy không? Giá sốc sale sập sàn Media Mart. Ồ này nhiều cái cửa hàng. Rồi trên kia có một cái dốc, chúng ta sẽ cho lên đá đây nha. Chỗ đây cây cối rồi nhiều này. Để coi Hà Cô vững tiến tương lai vương xe chứ. Tạp quá thôi, tạp quá không cần đâu. Dọc đường đây thì có rất là nhiều những cái chỗ họ bán, họ dừng bán dâu đó anh em. Đây là khu vực Bảo Lộc mà đúng không? Đó. Ở bên tay trái chúng ta có một cái chỗ bán dâu á, bán chay bán dâu dọc đường á. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ cho mọi người vô đây đi. Đi lâu quá. Chỗ đây đang xây, đang công trình đang xây này. Rồi, tạm dừng lại đi. Ok, thì chắc có lẽ là mình sẽ tin tạm dừng cái video tại đây và cho xe nó dừng lại nè. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Mình sẽ tiếp tục hành trình trên con xe nhà xe Thành Bưởi này. Và nếu anh em cảm thấy hay và cảm thấy skin đẹp thì anh em đừng quên để lại một like, một share và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo những video tiếp theo nha. Ok, bye bye anh em.